Ngày 7 tháng 3 vừa qua, theo nguồn tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, đơn vị này đã chi trả tiền bồi thường oan sai cho ông Huỳnh Chiếm Phái, sinh năm 1931, ở thị xã Ninh Hòa. Ông Huỳnh Chiếm Phái là người bị bắt oan trong vụ án giết người 43 năm trước và đã mất từ năm 2015. Được biết, số tiền bồi thường trị giá 1,67 tỷ đồng. Khoản tiền này đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa thông báo chi trả tiền bồi thường bằng phương thức truyền khoản cho con trai ông Phái là anh Huỳnh Chiếm Hoạnh, đây là việc thực thi bản án phúc thẩm năm 2022 của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. Trước đó, trong thông báo ngày 29 tháng 2 năm 2024, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa thông báo đã nhận được kinh phí bồi thường do Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cấp. Sau đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã tiến hành chi trả tiền bồi thường là 1,67 tỷ đồng cho 9 người thừa kế của ông Phái bằng cách chuyển vào tài khoản của ông Hoạnh như đã nêu. Theo quy định, hết thời hạn 3 năm, kể từ khi nhận được thông báo mà ông Huỳnh Chiếm Hoạnh không nhận được số tiền bồi thường trên. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa sẽ làm thủ tục dùng quỹ nhà nước theo quy định tại khoản 6, điều 62 luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Với gia đình ông Hoạnh, việc bản thân ông cùng những người thừa kế nhận được tiền bồi thường oan sai kể trên đã kết thúc hành trình kéo dài suốt mấy chục năm khiếu nại, khiếu kiện để đòi minh oan cho cha ông là ông Huỳnh Chiếm Phái. Tuy vậy, nỗi đau của ông và gia đình là cả cha mẹ ông đều đã mất, không còn sống để nhận, để thấy việc được chi trả tiền bồi thường cho nỗi oan sai suốt 43 năm dòng dã. Ngoài ra, ông Hoạnh cũng xin được cảm ơn luật sư, báo chí và các cơ quan liên quan đã hỗ trợ pháp lý, thông tin, giải quyết về việc minh oan cho cha ông và bồi thường oan sai cho gia đình. Trong vụ việc này, ông Huỳnh Chiếm Phái và ông Trần B, 67 tuổi, đã bị công an tỉnh Phú Khánh, hiện là tỉnh Khánh Hòa, bắt trong vụ án giết người xảy ra vào tháng 10 năm 1981. Nạn nhân là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ninh Giang, nay là phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Theo hồ sơ vụ án, vào tối ngày 18 tháng 10 năm 1981, tại xã Ninh Giang đã xảy ra vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã này bị bắn thiệt mạng. Thời điểm đó, Công an tỉnh Phú Khánh đã bắt tạm giam ông Huỳnh Chiếm Phái cùng ba người khác để điều tra tội giết người. Sau hơn 13 tháng bị tạm giam, đến ngày 2 tháng 2 năm 1983, ông Phái được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh này ra lệnh tạm tha với lý do bị can tuổi già, sức khỏe bị sút kém thế nên không cần thiết phải giam giữ tiếp. Sau khi ông Phái liên tục kêu oan, tháng 12 năm 2009, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa giao cho gia đình ông bản sao quyết định đình chỉ điều tra do Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Khánh ban hành vào ngày 25 tháng 9 năm 1984. Quyết định nêu rõ, xét thấy không đủ bằng chứng để buộc tội Huỳnh Chiếm Phái phạm tội giết người. Tiếp tục hành trình đi tìm công lý, ông Phái và các con đã gõ cửa nhiều nơi Nghĩ về người cha đã khuất của mình, ông Hoạnh không khỏi xót xa. Ông cho biết, ngày cha được tha, mấy anh em tôi phải dùng võng khiêng ông ra khỏi nhà giam đón xe về quê. Từ một đội trưởng sản xuất khỏe mạnh, ông thành người tàn phế, liệt toàn thân, mắt mù, tai điếc, có dấu hiệu bị thần kinh. Những ngày tháng sau đó, cha ông Hoạnh sống mòn mỏi bệnh tật về thể xác một thì đau đớn vì oan ức, phải mang thân phận bị can giết người đến 10. Khi ấy, Ông Phái liên tục làm đơn kêu oan nhưng không cơ quan chức năng nào giải quyết nên hai lần tự vẫn. May thay người nhà phát hiện nên được cứu kịp thời. Vì cuộc sống khó khăn, ông Hoạnh phải ly hương lên Tây Nguyên làm ăn. Năm 2009, khi có điều kiện về kinh tế, ông trở về quê đi kêu oan cho cha. Cuối năm đó, gia đình ông mới nhận được bản photo quyết định đình chỉ điều tra từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Tuy vậy, dù có quyết định trên nhưng các cơ quan chức năng vẫn không tổ chức xin lỗi công khai, bồi thường cho cha ông và ông Trần B vì cho là đã hết thời hiệu. Sau đó, ông Hạnh làm đơn gửi các cơ quan tố tụng trung ương và địa phương, nhưng giữa đơn vị vẫn chuyển qua chuyển lại không giải quyết. Đến năm 2015, ông phái mất nhưng vẫn chưa nhận được lời xin lỗi. Thời điểm đó, theo ông Hạnh, trong khi những người cùng bị bắt đã có quyết định đình chỉ bị can, thì ông phái không nhận được bất kỳ giấy tờ nào ngoại trừ tờ lệnh tạm tha đã nêu. Suốt nhiều năm qua, các con của ông Phái vẫn thừa kế vụ kiện đòi bồi thường oan sai của ông. Mãi đến tháng 8 năm 2019, sau khi có sự vào cuộc của nhiều cơ quan trung ương, chỉ đạo của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa mới cải chính, xin lỗi công khai khi ông Phái đã mất gần 4 năm. Vào năm 2020, ông B được bồi thường hơn 500 triệu đồng. Còn về phía ông Phái, sau nhiều lần thương lượng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa chỉ đồng ý bồi thường cho gia đình ông Hoạnh hơn 474 triệu đồng. Không đồng ý, ông Hoạnh đại diện gia đình kiện Viện kiểm sát, yêu cầu bồi thường 4,4 tỷ đồng gồm thiệt hại về tinh thần, thu nhập thực tế bị mất, thiệt hại về sức khỏe và chi phí chăm sóc cho người cha. Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa vẫn giữ nguyên quan điểm chỉ bồi thường cho gia đình ông Hoạnh 474 triệu đồng thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất, tổn thất tinh thần tính từ ngày bị bắt đến khi được đình chỉ bị can là năm 1984 và các chi phí khác. Bị đơn không đồng ý bồi thường tổn thất về tinh thần tính đến ngày nhận được bản photo quyết định đình chỉ bị can cũng như thiệt hại về vật chất do sức khỏe bị xâm phạm và chi phí chăm sóc vì cho rằng chưa đủ căn cứ. Căn cứ vào hồ sơ, hội đồng xét xử xác định khoản thu nhập thực tế bị mất được tính từ ngày ông Phái bị bắt giam oan từ tháng 12 năm 1981 đến ngày có quyết định đình chỉ điều tra tháng 9 năm 1984 là hơn 133 triệu đồng. Tổn thất về tinh thần được tính đến ngày nhận được bản photo quyết định đình chỉ bị can là gần 1,3 tỷ đồng và hơn 118 triệu đồng chi phí khác theo thỏa thuận của các bên. Về việc gia đình ông Hoàng yêu cầu bồi thường số tiền hơn 1,5 tỷ đồng tổn thất về sức khỏe, chi phí chăm sóc cho ông Phái từ khi được tha tù đến khi mất, tòa cho rằng không có tài liệu chứng cứ nào chứng minh ông Phái bị xâm phạm về sức khỏe, dẫn đến mất khả năng lao động. Trong bản án nêu rõ, việc ông Phái tự kết thúc cuộc sống phải điều trị tại bệnh viện, thế nhưng không qua khỏi. Không có mối quan hệ tới việc ông bị bắt giam oan nên không có căn cứ chấp nhận. Về phần mình, đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa cũng kháng cáo, không đồng ý tòa buộc bồi thường gần 1,3 tỷ đồng tổn thất tinh thần cho gia đình ông Phái đến thời điểm nhận được bản photo quyết định đình chỉ bị can. Được biết trước đó, viện kiểm sát nhân dân tối cao đã có nhiều văn bản yêu cầu viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tiến hành các thủ tục để bồi thường cho ông Phái. Tuy nhiên, với lý do đã hết thời hiệu giải quyết, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã từ chối cải chính, xin lỗi ông Phái. Đến năm 2022, ông Huỳnh Chiếm Hoạnh tiếp tục có đơn kêu cứu, khiếu nại đến các cơ quan chức năng về việc Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa không chịu thi hành bản án phúc thẩm của tòa án đã có hiệu lực pháp luật và ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết bồi thường trái quy định của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Cụ thể, ông Hoạnh yêu cầu Viện Kiểm sát bồi thường 4,4 tỷ đồng cho cha mình bị bắt oan trong vụ án giết người 41 năm trước, hiện đã mất. Tuy nhiên, trong phiên xử, Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa chỉ chấp nhận một phần đơn kiện, buộc Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp bồi thường cho gia đình ông Hoạch 1,6 tỷ đồng. Không đồng ý với mức bồi thường này, ông Hoạch đã làm đơn kháng cáo. Ngày 23 tháng 1 năm 2024, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa có văn bản gửi ông Huỳnh Chiếm Hoạch, thông báo Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã thẩm định hồ sơ đề nghị cấp kinh phí, và gửi Bộ Tài chính để cấp kinh phí bồi thường cho ông Huỳnh Chiếm Hoạch. Cùng liên quan đến vụ án của ông Phái, tháng 11 năm 2020, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã bồi thường 511 triệu đồng cho ông Trần B, 65 tuổi, ngụ tại phường Ninh Sang, thị xã Ninh Hòa. Ông Trần B cũng là người bị bắt giam oan gần 3 năm, trong vụ án mà ông Phái bị bắt giam oan vào hồi tháng 10 năm 1981. Đến tháng 9 năm 2019, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa mới tổ chức xin lỗi công khai phục hồi danh dự cho ông B. Tại buổi xin lỗi, ông Trần Đình Hồng, Phó Viện Kiểm sát tỉnh Khánh Hòa khẳng định vụ án oan là do thiếu sót trong quá trình thực thi pháp luật của cơ quan tố tụng. Ngoài 3 năm bị bắt giam phải chịu khổ cực, ông B còn chịu nỗi đau dai dẳng hàng chục năm về tinh thần, danh dự và nhân phẩm. Tại buổi được xin lỗi công khai của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, ông Trần B nói rằng hàng chục năm qua, ông và vợ con rất xấu hổ, tuổi nhục từ vật chất đến tinh thần mà không có gì để bù đắp được ông mong cơ quan tố tụng xem đó là bài học để tránh những sai sót tương tự